Manchester United phải đền bù 10 triệu bảng để Maguire ra đi. Trung vệ Harry Maguire sẽ nhận được khoản thanh toán 10 triệu bảng từ Man United nếu anh rời Old Trafford vào mùa hè này. Maguire từng được Manchester United mua về với giá 80 triệu bảng từ Leicester vào năm 2019. Nhưng hiện tại, anh chỉ được định giá gần 30 triệu bảng do đã 30 tuổi và chỉ còn 2 năm nữa trong hợp đồng với mức lương 190.000 bảng mỗi tuần. Trung vệ đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ chỉ kiếm được một nửa so với mức lương đó nếu đầu quân cho một câu lạc bộ mới. Chính vì thế, Manchester United sẽ cần thanh toán nốt 2 năm tiền lương của Maguire, khoảng 10 triệu bảng, để có thể tiễn anh ra đi. Maguire mới đá 96 trong số 61 trận của Man United trên mọi đấu trường mùa này. Huấn luyện viên Erik ten Hag ưu tiên sử dụng Lisandro Martinez, Rafael Varane, Victor Lindelof và Luke Shaw ở vị trí trung vệ hơn. Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate đã cảnh báo vào tuần trước rằng việc Maguire không được đá chính ở đội 1 tại Man United không thể tiếp tục mãi nếu anh muốn giữ một suất tại đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, huấn luyện viên Ten Hag đã nói về tình trạng khó khăn của Maguire vào thứ Hai vừa qua. Ông thừa nhận rằng không ai có thể hài lòng với tình huống này và Maguire cũng vậy. Thuyền trưởng của Man United nói rằng Maguire phải đưa ra quyết định về tương lai của anh và các nguồn tin của câu lạc bộ đã lặp lại những bình luận đó vào tối thứ Tư. Họ khẳng định trung vệ 30 tuổi không bị buộc phải ra đi và vẫn có thể ở lại.